Hello, xin chào các bạn khán giả của kênh Break Time Show. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khách sạn Grand Plaza. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì đội tuyển U23 sẽ di chuyển từ khách sạn Grand Plaza đến với Phú Thọ để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp đội tuyển U20 Hàn Quốc trên sân vận động Việt Trì. Và ngay sau đây là những hình ảnh mà mình muốn gửi đến các bạn trong chiếc video ngày hôm nay. Như vậy là vào khoảng lúc 7 rưỡi thì các trợ lý của huấn luyện viên Park Seo đã khuân những chiếc đồ, những túi đồ, những dụng cụ để cho đội tập luyện lên xe trước. Và theo chúng tôi quan sát thì tất cả các trợ lý cũng như tất cả cầu thủ sẽ gửi hành lý, chuẩn bị đồ đạc ngay sau khi tập trong buổi chiều ngày hôm nay trở về. Thì các cầu thủ cũng như tất cả các thành viên của đội tuyển U23 sẽ gửi hành lý tại sảnh khách sạn và sau đó họ sẽ đi ăn trong khách sạn luôn. Và như thế thì sẽ giúp cho các cầu thủ tiết kiệm thời gian, họ có sự chuẩn bị kỹ. Và đúng 8 rưỡi thì toàn đội sẽ xuất phát từ Grand Plaza di chuyển đến Việt Trì Phú Thọ để đóng quân, bắt đầu tập luyện vào ngày mai. Sáng mai thì toàn đội sẽ có một buổi sáng tham quan đền Hùng và sẽ bắt đầu tập luyện vào chiều ngày mai, chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển U20 Hàn Quốc. Đội tuyển U20 của chúng ta sẽ di chuyển đến Phú Thọ vào lúc 8 rưỡi. Thì đội tuyển U20 Hàn Quốc sẽ hạ chuyến bay từ Hàn Quốc xuống đến Nội Bài vào lúc 22 giờ theo giờ địa phương. Và ngay lập tức nếu sau khi đội tuyển Hàn Quốc di chuyển đến sân bay Nội Bài, họ sẽ có được xe của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đến đón và di chuyển đến Phú Thọ ngay trong đêm. Rất có thể là họ sẽ có một buổi tập vào ngày mai tại Việt Trì Phú Thọ. Và bây giờ là các cầu thủ đã ăn cơm xong rồi. Thầy Park thì cũng đã ăn cơm trước đó và vào phòng ăn có trao đổi một chút với các cầu thủ. Và bây giờ tất cả các cầu thủ đã bước ra khỏi phòng ăn và chuẩn bị lấy đồ, di chuyển ra xe để lên xe đi Phú Thọ. Đây là lần thứ hai huấn luyện viên Park Seo đến với Phú Thọ. Lần trước đó chính là ông cùng với hai đội tuyển, đó là U23 và đội tuyển quốc gia, đến Phú Thọ để chuẩn bị cho trận giao hữu vào năm 2020. Lúc đó thì tất cả các thành viên của đội tuyển U20 cũng như đội tuyển quốc gia đã đều đi tham quan đền Hùng. Và đền Hùng thì cũng vừa có một lễ hội khi mà dỗ tổ Hùng Vương cũng đã vừa qua. Tuy nhiên thì những lễ hội tại đền Hùng thì vẫn còn. Vì vậy tranh thủ quãng thời gian tập huấn tại Phú Thọ thì việc đầu tiên đặt chân đến là sẽ phải đến thăm và thắp hương để tưởng nhớ những vị anh hùng của Phú Thọ. Đây là tiền vệ Nguyễn Tiến Linh, một trong những tiền đạo rất quan trọng của đội tuyển U23 trong chiến dịch SEA Games lần này. Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng thì cũng chỉ mới có buổi tập đầu tiên vào chiều ngày hôm nay. Tuy nhiên thì buổi tập ngày hôm nay theo tin tôi được biết thì đã kết thúc sớm và toàn thể các cầu thủ đã về sớm để thu dọn đồ đạc trước khi di chuyển đến Phú Thọ. Đúng 8 rưỡi thì toàn đội sẽ xuất phát từ khách sạn Grand Plaza đi đến Việt Trì. Lúc này thì tất cả các thành viên đã sẵn sàng vali, ra một chiếc xe tải để chở chiếc vali riêng đến với Phú Thọ. Đội tuyển đến với Phú Thọ sẽ đi 3 xe, một xe tải chở các vali của các cầu thủ, còn xe còn lại là xe chở các cầu thủ cũng như huấn luyện viên Park Seo. Và một chiếc xe 7 chỗ sẽ chở các trợ lý của huấn luyện viên Park Seo đến với di chuyển. Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức là những cầu thủ rất quen đối với khách sạn Grand Plaza. Họ đã gửi đồ cũng như nhờ các nhân viên của khách sạn nhận đồ và gửi đồ qua ngày để khi mà rất nhiều lần rồi. Hoàng Đức thì cũng đã gửi một chút đồ để cho khách sạn giữ và hứa sẽ khi trở về thủ đô thì sẽ lấy. Đây là Hoàng Đức. Rất nhanh chóng các cầu thủ đã di chuyển ra, mang hành lý ra một chiếc xe tải để cất giữ. Và họ sẽ đi một chiếc xe riêng dành di chuyển của các cầu thủ. Từ đây đến Phú Thọ khoảng 2 tiếng và các cầu thủ cũng sẽ chỉ nghỉ ngơi khi di chuyển đến khi quãng đường đi. Và khi đến thì họ sẽ nhận phòng và tranh thủ nghỉ ngơi để cho những hoạt động ngày mai. Đây là Phan Tấn Tài. Phan Tấn Tài đang được fan nữ tặng một bó hoa. Tuy nhiên thì một bó hoa rất là đặc biệt. Các bạn có thể thấy một trong bó hoa đó là những trái bơ.
Và những trái bơ này theo mình quan sát thì Phan Nữ có bảo rằng lúc vừa ăn cơm xong nên với xe nghỉ ngơi và các đồng đội sẽ ăn uống và một chút gia vị, một chút gia vị hào hảo rất là truyền thống của các bạn trẻ hiện nay. Cầu thủ Phan Tấn Tài đang cảm thấy rất là ngại với một Phan Nữ này. Đây là một Phan Nữ rất là cuồng. Thực sự là mình đang thấy là rất là cuồng các cầu thủ trẻ và một sự khích lệ tinh thần đối với các cầu thủ trước khi bước vào một giải đấu cực kỳ quan trọng phía trước. Một tinh thần để các cầu thủ thoải mái, họ luôn có những người hâm mộ quan tâm, luôn có những người hâm mộ phía sau. Đây là Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng cũng được một bạn nữ tặng quà trước khi di chuyển lên xe. Thầy Bắc thì cũng đã ở trên xe rồi, chờ đợi các cầu thủ ổn định chỗ ngồi rồi di chuyển thôi. Đây cũng là hình ảnh mà mình muốn gửi đến các bạn trong chiếc video hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào. Thank you.